Anh trai C2 lấn át anh trai vượt ngàn chông gai ở mọi mặt trận. Ngay từ thời điểm anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng tập 1, khán giả của hai chương trình đã tranh luận sôi nổi về view, lượt xem. Cả hai chương trình đều phát trên kênh YouTube sau 30 phút so với đài truyền hình. Và trong thời gian phát sóng trên YouTube, số view hai chương trình có sự chênh lệch nhau khá lớn. Anh trai C2 tập 3 có lượt xem trực tiếp là hơn 200.000 người, anh trai vượt ngàn chông gai là hơn 20.000 người. Như vậy, anh trai C2 gấp gần 10 lần lượt xem so với anh trai vượt ngàn chông gai trên YouTube. Con số này khiến nhiều người vội vàng kết luận chương trình nào hấp dẫn hơn, chương trình nào kém thu hút hơn. Từ đó, khán giả của hai chương trình đã có màn tranh cãi kịch liệt trên các diễn đàn. Tính tới hiện tại, trên nền tảng YouTube, anh trai vượt ngàn chông gai sau 5 tập phát sóng có tổng lượt xem 24,9 triệu lượt xem. Trong đó, tập 1 có lượt xem cao nhất là 7,3 triệu view. Chương trình Anh trai C2 sau 5 tập phát sóng có tổng lượt xem là 36,1 triệu view. Có thể nói view của hai chương trình chênh lệch nhau khá nhiều. Theo khán giả bình chọn trên các diễn đàn, lượt view sẽ bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Với Anh trai C2, đối tượng khán giả đa số là những bạn trẻ, Gen Z sẽ có thời gian xem YouTube thay vì xem trên truyền hình. Khán giả của Anh trai vượt ngàn chông gai có độ tuổi lớn hơn, có thói quen sử dụng thiết bị điện tử TV nhiều hơn nên sẽ chọn xem trên truyền hình. Ngoài ra, khán giả của Anh trai vượt ngàn chông gai chọn xem trên truyền hình bởi phiên bản ngắn gọn, xúc tích, tập trung vào các tiết mục của các anh tài. Trong khi đó, bản chiếu YouTube có thêm hậu trường khiến chương trình dài hơn. Ngược lại, những mảng miếng gây hài của Anh trai C2 lại được khán giả độ tuổi trẻ yêu thích vì mang tính giải trí cao. Như vậy, dựa vào nhu cầu và thói quen xem chương trình mà lượt view có sự chênh lệch. Anh trai C2 từng thiết lập kỷ lục khi có 4 tập liên tiếp từ tập 1 tới tập 4 lọt top thịnh hành của YouTube, trong đó tập 4 đạt thành tích ấn tượng nhất. Với thời lượng chưa tới 2 tiếng đồng hồ, tập 4 Anh trai C2 đứng vị trí số 1 trên top thịnh hành YouTube với tốc độ bứt phá, đạt hơn 3 triệu lượt xem chỉ sau 24 tiếng công chiếu. Bên cạnh đó, 3 trong số 4 tiết mục của tập 4 gồm Catch Me If You Can của đội Negip vào trong top 10, Love Sen của đội Hiếu thứ 2 vào top 14 và Thi sĩ của đội Song Luân vào top 27 trên top âm nhạc thịnh hành. Giai điệu của Catch Me If You Can cũng trở thành xu hướng lan tỏa khắp nền tảng TikTok. Tính đến ngày 29 tháng 7, anh trai C2 đã có 15 bài hát lọt top thịnh hành của YouTube. Anh trai vượt ngàn chông gai liên tục là chương trình ăn khách nhất trên sóng VTV3 khi các tập 1, 3, 4 và 5 liên tục đứng trong top 1 rating của kênh. Đáng chú ý, tất cả các tiết mục ở vòng công diễn 1 đều vào top thịnh hành trên YouTube, trong đó tiết mục Trống Cơm được làm mới bởi bộ ba nghệ sĩ nhân dân Tự Long, ca sĩ Subin và Cường Seven đứng đầu top âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Màn trình diễn này cũng đứng thứ 3 trong top 10 chủ đề được quan tâm nhất trên mạng xã hội tuần 22 tháng 7 đến 28 tháng 7, theo thống kê của Compa. Ở tập mới nhất phát sóng vào cuối tuần qua, cả 4 tiết mục đầu tiên của vòng công diễn 2 là Trượt Nghe Bước Em Về, Dẫu Có Lỗi Lầm, Tình Yêu Ngủ Quên và Giàu Sang đều vào top âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Được biết, vừa qua, công diễn 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai đã lên sóng và thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong vòng công diễn này, 8 nhà sẽ thành lập liên minh, 2 nhà thành một liên minh. Mỗi liên minh sẽ mang đến 2 tiết mục phô diễn riêng rẽ giữa giọng hát với khả năng trình diễn. Luật chơi mới khiến các anh tài có nhiều tính toán, kèm theo đó là những sự sáng tạo độc đáo. Có thể thấy, ở mỗi tiết mục, các anh tài đã mang đến sự đa dạng trong hình ảnh và câu chuyện riêng. Các anh tài mang lên sân khấu loạt concept phi hành gia hay dạp xiếc, kèm theo những concept là thông điệp về tình cảm, sự trân trọng cuộc sống hoặc vượt qua áp lực cá nhân. Quá nhiều câu chuyện được truyền tải, nhưng các anh tài quên rằng làn danh giữa sáng tạo với sự ô dề khá mỏng manh. Với thông điệp lời nhắn từ vũ trụ, các anh tài nhảy số ra rất nhiều concept cho tiết mục của mình. Tuy nhiên, việc xây dựng hình ảnh trên sân khấu lại không hiệu quả, thậm chí còn đưa ra nhiều hình tượng lạ lẫm. Có thể thấy trong công diễn 2, nhiều anh tài xuất hiện với những lớp trang điểm đậm mang màu sắc hóa trang, tạo hình lại khác biệt so với đội hình trình diễn như Khai Trần, tiết mục Giàu Sang hay Thanh Duy, Dẫu Có Lỗi Lầm. Dù không biết điểm nhấn trong các tạo hình đó là gì, nhưng khi xem lại không tăng hiệu ứng sân khấu mà lại càng cho người xem chăm chăm vào sự khác lạ của các anh tài trang điểm quá đậm đà. Đến tiết mục của Liên Minh Tinh Tú, tiếp nối từ câu chuyện Hoàng Tử Rối ở phần trước,
những kẻ mộng mơ mang khán giả vào không gian của một cửa hàng đồ chơi. Trong mỗi tủ kính là những nhân vật đầy màu sắc đang bị hóa phép. Nhà tinh tú thông qua tiết mục nhằm truyền tải cảm hứng về tình yêu và nhân vật chính trong câu chuyện là hoàng tử rối Soobin. Một ý tưởng không quá tồi để dành cho bài hát lãng mạn như những kẻ mộng mơ. Tuy nhiên, Liên minh tinh tú lại gây nên luồng tranh cãi về ranh giới giữa sự lãng mạn với xén sẩm. Từ tạo hình, hiệu ứng sân khấu đến đường dây kịch bản, gửi gắm quá nhiều câu chuyện với tạo hình siêu nhiên nhưng cũ kỹ. Có lẽ sự mới mẻ duy nhất của tiết mục này chính là những bộ trang phục lạ kỳ của Tự Long, Tuấn Hưng hay Rimatis. Với hình tượng của một chú hề, Tuấn Hưng thành công trong việc chọc cười khán giả bởi bộ đồ không thể ô dề hơn. Tạo hình của Tuấn Hưng sẽ trở nên lạc quẻ nếu không có Tự Long đứng cùng. Nam nghệ sĩ diện bộ trang phục khá rườm rà cộng với lớp trang điểm cầu kỳ khó hiểu. Và sự ô dề này tiếp tục tái hiện ở tiết mục Gót Hồng, Cao Gót. Nổi trội trong đây chính là tạo hình lạ lẫm của Thanh Duy. Từ phi hành gia ở phần 1, Thanh Duy lột xác trong vũ trụ mới với mái tóc dài, ép sát và được phủ trắng trông vô cùng lạ mắt nhưng cũng khó hiểu. Nhìn vào concept, Thanh Duy nổi bật giữa dàn anh tài nhưng cũng là người lạ quẻ nhất. Không thể phủ nhận, công diễn hai của anh trai vượt ngàn chông gai đã mang đến cho khán giả sự mãn nhĩ với loạt bài hát hay được trình diễn bởi những giọng ca ấn tượng. Tuy nhiên, về phần nhìn, giá như các anh tài chừng mực hơn trong sáng tạo và chỉn chu ở khâu concept, thì tiết mục sẽ dễ truyền tải đúng ý đồ hơn. Anh trai vượt ngàn chông gai vừa khép lại vòng công diễn 2 đầy cảm xúc với việc tạm chia tay ba anh tài Thành Trung, Kiên Ứng, Huy R. Tuy nhiên, cuộc thi nào cũng có luật chơi của nó và tất nhiên phải có người đi kẻ ở. Chính vì vậy, các anh tài còn lại phải tiếp tục vực dậy cảm xúc để chuẩn bị cho công diễn 3 sắp tới. Tuy nhiên, trong khi ekip cùng các gai con vẫn còn đắm chìm trong vòng công diễn 2 vừa qua, thì nhà đài đã có một nước đi không lường trước được khiến ban tổ chức Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không kịp trở tay. Theo đó, nhà đài đã tung clip hé lộ tuốt tuần tuột về công diễn 3 sắp tới. Từ chủ đề, sân khấu, tạo hình đến việc lập thành nhóm mới và điều này lại do chính các anh tài hé lộ. Theo đó, sang công diễn 3, các nhà hay liên minh chính thức tan rã để lập thành những nhóm mới. Anh tài duy nhất chia sẻ format của công diễn 3 cũng tương tự vòng trước là gồm hai phần thi về vocal, giọng hát và perform, trình diễn. Ngoài ra, nam võ sĩ còn tiết lộ đội hình được chia thành 5 năm cho hai tiết mục. Qua những hình ảnh được hé lộ, team của Duy Nhất gồm có Hồng Sơn, Bằng Kiều, Phan Đình Tùng, Đỗ Hoàng Hiệp, Trương Thế Vinh, Phạm Khánh Hưng. Netizen còn phát hiện Duy Nhất đã nhuộm tóc xanh dù anh đang đội nón. Sau đó, rapper Đinh Tiến Đạt đã hé lộ nhóm mới của mình có tên là Nhà Trẻ. Điều này từng được tiết lộ qua chiếc áo đồng phục mà các anh tài mặc trước đó. Anh cũng chia sẻ chủ đề tấm khiên ở công diễn 3 rất khó nên mọi người tập luyện rất mệt, có hôm tập đến 2-3 giờ sáng. Đội hình Nhà Trẻ được tiết lộ trong đoạn clip gồm có Đinh Tiến Đạt, Tiến Luận, Quốc Thiên, Rimatis, Hà Lê. Ngoài ra còn có thêm Binzy và Duy Khánh vì cả hai cùng sở hữu chiếc áo đồng phục Nhà Trẻ. Trong clip, sân khấu cũng như tạo hình của 5 thành viên Nhà Trẻ đã bị lộ ra ngoài, trông các anh tài có vẻ như đang hóa thân thành nhà thám hiểm trong bức tranh nào đó. Lý giải về việc đoạn clip được nhà đài tung lên, một số ý kiến cho rằng do chương trình bị hoãn chiếu một tuần, mà theo lịch thì đoạn phóng sự này được chiếu sau tập 7, tức công diễn 3, nên đây là một sự cố ngoài ý muốn chứ không phải do nhà đài cố tình tung lên. Nhiều người cho rằng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tiếp tục gặp chông gai, hết bị khán giả đi xem trực tiếp soi, giờ lại đến đoạn clip phóng sự của nhà đài. Thôi thì khán giả có lỡ xem qua đoạn clip này rồi thì vẫn tiếp tục theo dõi để ủng hộ chương trình nhé!